ngày 2 tháng 10, ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cho biết, Sở đã phối hợp với các đơn vị chức năng làm việc với ông Võ Đình Quốc, đầu bếp Võ Quốc, chủ tài khoản Facebook Võ Quốc về nội dung xúc phạm báo chí trên tài khoản này. Tại buổi làm việc, ông Võ Quốc đã nhận trách nhiệm đối với bài viết trên trang Facebook Võ Quốc có nội dung xúc phạm báo chí. Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Võ Quốc theo nghị định 15 trên 2020 với số tiền phạt là 7,5 triệu đồng. Ngoài thừa nhận hành vi vi phạm như trên, ông Võ Quốc cũng cam kết sẽ công khai xin lỗi trên Facebook Võ Quốc và hứa không tái phạm. Trước đó, tối ngày 21 tháng 9, Facebook Võ Quốc có bài viết buông những lời chửi bới thiếu văn hóa với nhà báo nói chung. Ở dưới một số tài khoản Facebook khác bình luận hưởng ứng, tài khoản Facebook Võ Quốc có tương tác qua lại với các bình luận này. Nội dung này nhanh chóng bị cộng đồng mạng phản ứng mạnh. Trưa ngày 22 tháng 9, đầu bếp Võ Quốc xóa nội dung trên và đính chính rằng bài viết đó không do mình viết mà nói Facebook của ông này bị hack. Tuy nhiên những lời trên càng bị phản ứng dữ dội. Sau vài tiếng, Võ Quốc tiếp tục xóa nội dung và im lặng cho đến tận này.